tất cả các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn. Đây là xe cần cẩu, xe cần cẩu và tải cần cẩu đi tìm xe đồ chơi các bạn. Xe cần cẩu khổng lồ này. Ở đây mình tìm thấy một đống xe đồ chơi. Bây giờ mình sẽ tìm xe đồ chơi mới nha. Đây các bạn ơi, đống xe đồ chơi này ở dưới có rất là nhiều xe đồ chơi đấy. Bây giờ mình sẽ tìm một đống xe đồ chơi. Đây là một bộ đồ chơi gì đây các bạn? Wow! Ở đây có bộ đồ chơi gì đây các bạn? Đây là bộ đồ chơi ô tô biến hình thành robot chiến đấu này các bạn ơi. Ui các bạn ơi, ở đây có một bộ đồ chơi đẹp quá này. Đây thôi. Ui các bạn ơi, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe cứu hỏa ấy, xe cứu thương các bạn ạ. Ui ở đây trong này mình thì thấy có một chiếc xe gì đây này các bạn ơi. Đây cũng là một chiếc xe cứu thương này các bạn. Đây là xe cứu thương xịn này các bạn ơi, đẹp quá các bạn ơi. Ui ở trong này mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi lắp ráp này. Ui wow, ở đây mình tìm thấy một chiếc xe cứu thương siêu to khổng lồ của Nhật Bản này các bạn. Ui đấy các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi nấu ăn có hai cái bát này. Ui ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này có một bộ đồ chơi lắp ráp này thì xịn này các bạn ơi. Ui ở đây mình còn phát hiện ra rất là nhiều đồ chơi mới này. Đây rồi, đây là bộ đồ chơi lắp ráp này, lắp ráp Lego. Wow, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi lắp ráp này. Ui các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này đẹp quá, bộ đồ chơi xe lửa mới xịn này. Ui ở đây mình phát hiện ra máy bay điều khiển từ xa. Ở đây mình còn phát hiện ra cái bộ đồ chơi lắp ráp này, lắp ráp đèn xanh đèn đỏ này các bạn ơi. Ui ở đây mình phát hiện ra máy xúc cát điều khiển từ xa này các bạn. Ô máy xúc cát điều khiển. Ui ở đây mình tìm thấy nhiều xe đồ chơi mới lắm. Đây là một chiếc xe cứu thương đẹp này các bạn. Đấy các bạn ơi, xe cứu thương này, 4 chiếc xe cứu thương đẹp quá. Ui ở đây 5 chiếc xe cứu thương ô tô cảnh sát này. Đây các bạn ơi, đây là một chiếc xe cứu thương đẹp quá này. Ui xe cứu thương toàn là xe cứu thương xịn sò thôi các bạn ạ. Đây là xe cứu thương xịn sò nữa này các bạn ơi, mở hai cánh cửa luôn. Ui ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe cứu thương đẹp nữa này các bạn ơi. Wow, một bộ siêu tập xe cứu thương luôn. Đây là một chiếc xe cứu thương xịn sò này các bạn ơi. Ui toàn là xe ô tô cứu thương đẹp thôi nha. Ô tô cứu thương to khổng lồ các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không, hôm nay mình tìm được nhiều xe cứu thương đẹp chưa này. Đó bây giờ cùng mình đi tìm ô tô. Ui các bạn ơi, ở đây mình tìm thấy rất là nhiều xe đồ chơi này. Bây giờ cùng mình khám phá xem ở đây có xe gì nào. Ô tô đua tốc độ đỉnh cao các bạn ạ. Xe tăng địa hình điều khiển này. Ui ô tô tải này, ô tô tải chở ô tô con này các bạn ơi. Đây là xe chuyên đi chở rác ấy các bạn ạ. Các bạn phải giữ gìn môi trường sạch đẹp nhá. Ui đây là một chiếc xe tăng địa hình xịn sò. Đây là một chiếc xe tăng đẹp nữa này các bạn ơi. Xe tăng địa hình bùm 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 ấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe ô tô địa hình con chó các bạn ạ. Con chó kêu gâu ạ. Ô đây là một chiếc xe đua F1 này, điều khiển từ xa nhá. Đấy, xe đua xịn sò luôn. Đây có một chiếc xe ô tô địa hình điều khiển xịn sò này các bạn ơi. Đây có một chiếc xe mô tô này, xe mô tô cảnh sát giao thông chuyên đi tuần tra trong thành phố đấy các bạn ạ. Đây ơi, đây có một chiếc xe ô tô địa hình con nhện này các bạn ơi. Đấy, xịn chưa? Đây có một chiếc xe này là một chiếc xe ô tô địa hình nữa này các bạn ơi. Đấy, đây là một chiếc xe ô tô địa hình. Đây là một chiếc xe máy cày ruộng nha. Này, đây là một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe bíp các bạn ạ. Wow. Đây còn rất là nhiều đồ chơi mới. Đây là một chiếc máy cày ruộng này. Đấy, đây là một bộ đồ chơi ô tô biến hình thành robot chiến đấu. Đây là một chiếc xe cần cẩu chở siêu nhân. Đấy, đẹp chưa? Wow, một con ngựa các bạn ơi, con ngựa. Wow, robot. Wow, đây mình phát hiện ra có cả máy xúc cát này, máy xúc cát chở luôn cả gấu trúc này các bạn ơi. Các bạn ơi, đẹp quá các bạn ơi. Wow. Các bạn ơi, ở đây có bộ đồ chơi nấu ăn này cũng rất là đẹp này các bạn. Các bạn có thích bộ đồ chơi nấu ăn này không nào? Ui xịn quá. Bên này mình có phát hiện ra xe máy xúc cát, xe máy xúc cát bằng sắt này, gầu bằng sắt này các bạn ơi. Đây là xe vận tải vận cẩu này các bạn ơi. Wow, xịn xò quá các bạn ạ. Ồ. Đây là máy xúc cát điều khiển từ xa này các bạn ơi. Máy xúc cát điều khiển từ xa xịn quá này các bạn ơi. Ui đẹp quá các bạn ạ. Đây rồi, mình tìm thấy một chiếc xe lửa đẹp này các bạn ơi. Đây là xe lửa đẹp nha. Đây là hộp xe lửa mới đấy các bạn ạ. Đấy đẹp quá các bạn ơi.
Wow, đây đây mình có xuất một hiện ra bộ đồ cái bộ chơi đồ rất là chơi. đẹp nha. Bộ đồ chơi này cũng rất là xịn Cái này bộ các đồ bạn ơi, chơi cái này bộ rất đồ chơi là nấu đẹp ăn này cũng đấy, rất các là bạn đẹp chưa và này. rất là mới này. Wow, wow, ở đây mình phát hiện ra ô tô biến hình thành robot này các bạn ơi. Ô tô biến hình thành robot xịn sò này các bạn ơi. Ui đẹp quá các bạn ạ. Đấy, xịn sò chưa các bạn ơi. Ui. Ở đây mình còn phát hiện ra một chiếc máy bay điều khiển từ xa màu xanh này. Đấy, đẹp quá các bạn ạ. Xịn sò quá các bạn ơi. Ui, các bạn thấy không nào? Ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe nữa đẹp này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe nữa rất là xịn này các bạn ơi. Ui, một chiếc xe nữa mới và đẹp quá này. Ui, cái bộ đồ chơi này có xe cần cẩu này. Đây là xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Xe cần cẩu móc này có cái móc này các bạn ơi. Ui, rút được cần giá ra này các bạn ơi. Ui, đẹp quá các bạn ơi. Đó, phát hiện ra cái bộ đồ chơi. Ui trời ơi, cái bộ đồ chơi này xịn sò. Các bạn biết đây là bộ đồ chơi gì không? Phô mình nhá. Đây, mình sẽ để ra ngoài này nhá. Đây các bạn ơi, ui, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe gì đây các bạn ơi. Đây rồi, mình tìm thấy một chiếc xe ben nhá. Xe ben chuyên đi chở cát xịn này các bạn ơi. Đấy, xe ben đẹp quá các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Ui, các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe nữa nhá. Đây là một chiếc xe nữa rất là đẹp này các bạn ơi. Ui, chiếc xe nữa này rất là xịn sò này các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình để đây. Mình sẽ giới thiệu với các bạn tiếp này. Ui, các bạn ơi, ở đây có một hộp đồ chơi mới xịn sò này. Hộp đồ chơi ô tô biến hình thành siêu nhân chiến đấu này các bạn ơi. Ui, đẳng cấp luôn này các bạn ơi. Đây, xịn sò này các bạn ơi. Ô, đẹp chưa? Ui các bạn ơi, đây 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 đây. Đây mình phát hiện ra có một bộ đồ chơi mới nha. Cái bộ đồ chơi này rất là đẹp này các bạn ơi. Ui đẹp chưa này các bạn ơi. Wow. Đấy các bạn ơi. Đó, bây giờ mình phát hiện ra ở đây còn rất là nhiều đồ chơi mới nha. Đây cái bộ đồ chơi này rất là đẹp này các bạn ơi. À, bộ đồ chơi đi khám bác sĩ này. Các bạn ơi, các bạn sau này các bạn lớn các bạn có thích làm bác sĩ không nào? Đấy, cái bộ đồ chơi này rất là đẹp nha. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo nào. Ui, ở đây có một chiếc xe tải chuyên đi chở cát này. Đây là một chiếc xe tải ben chuyên đi chở cát này các bạn ơi. Đẹp quá các bạn ạ. Ui các bạn ơi. Ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này rất là đẹp này các bạn ơi. Đây đây, cái bộ đồ chơi này rất là xịn nha. Cái bộ đồ chơi này quá là mới luôn này các bạn ơi. Ui. Đây đây này các bạn ơi. Ui. Đây đây này, cái bộ đồ chơi này rất là đẹp này các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi này rất là mới và đẹp nha, rất là xịn nha. Bộ đồ chơi đi khám bác sĩ này các bạn ơi. Ui, ở đây mình phát hiện ra một chiếc xe, một hộp xe container chở máy bay trực thăng, chở cả ô tô cảnh sát, chở cả xe buýt cảnh sát xịn sò này các bạn ơi. Ui đẹp quá các bạn ạ. Nào bây giờ mình khám phá tiếp nào. Ui, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi đi khám bác sĩ này rất là đẹp này các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi đi khám bác sĩ này rất là xịn sò, có cả viên thuốc nha. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa này? Ui các bạn ơi, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi. Bộ đồ chơi này rất là đẹp này các bạn ơi. Thấy đẹp chưa? Chút nữa mình sẽ mở sau để chơi sau nha các bạn nha. Quá là nhiều đồ chơi mới luôn. Nào bây giờ mình phát hiện ra ở đây có bộ đồ chơi này cũng rất là mới là đẹp nha. Rất là lặng này các bạn ơi. Ui đẹp quá các bạn ạ. Ui, ở đây mình phát hiện ra có một chiếc xe cần cẩu, xe trộn bê tông siêu to siêu bự này các bạn ơi. Đấy. Ui, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi nấu ăn này cũng rất là đẹp và rất là xịn sò này các bạn ơi. Ui đẹp quá các bạn ạ. Ui, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này cũng rất là xịn sò nha. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Ui xịn sò quá các bạn ơi. Ui, đẹp quá các bạn ạ. Đây rồi, mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này mới đẹp, có cả quay kem này các bạn ơi, có cả quay kem nha. Ui đẹp quá các bạn ạ. Ui xịn sò quá các bạn ơi. Ui, ở đây mình phát hiện ra cái hộp xe đồ chơi mới nha. Hộp xe máy xúc cát, xe cẩu múc cát xịn sò điều khiển từ xa đẹp quá các bạn ạ. Đấy, chút nữa mình sẽ mở tất cả loại xe đồ chơi để các bạn cùng xem nha. Ui toàn là xe đồ chơi đẹp thôi các bạn ơi. Đây này các bạn ơi. Ui, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi nấu ăn này cũng rất là xịn sò và đẹp nha, xịn sò luôn đấy các bạn ạ. Đấy, đẹp quá. Ui, các bạn ơi, ở trên này mình phát hiện ra cái một hộp đồ chơi mới này các bạn ơi. Cái đồ chơi mới nấu ăn này cũng rất là đẹp này. Ui, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này cũng rất là đẹp các bạn nha. Đây, cái bộ đồ chơi này rất là xịn sò luôn này các bạn ơi. Có cả rất là đẹp nữa nha các bạn nha. Có trứng này các bạn ơi. Đấy, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này cũng rất là xịn sò này các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi rất là mới, rất là đẹp, rất là đẹp luôn nha. Đấy. Đây đây đây, mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này có cả đèn xanh đèn đỏ này các bạn ơi. Ui đẹp quá, xích đi chơi này, đi chơi rồi các bạn ơi, đi chơi rồi. Ok đấy, xịn sò chưa? Ui đống đồ chơi mới luôn này các bạn ơi. Ui xịn không các bạn ơi. Ui đây 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 các bạn ơi, cái hộp đồ chơi này mới xịn sò này. Cái hộp đồ chơi này các bạn ơi, có điện thoại alo alo, các bạn đang làm gì đấy? Có cả bánh sinh nhật các bạn ơi, có cả bánh kẹp kìa. Ui có cả điện thoại alo alo này các bạn ơi. Đấy, đẹp chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mấy các bạn ạ. Đấy, một đống đồ chơi mới đẹp luôn đấy các bạn ạ. Ui đây nó nha. Đây này các bạn ơi. Ui, đây là bộ đồ chơi này mới xịn sò, có cả đi siêu thị này các bạn ơi, con vịt đi siêu thị để mua thức ăn này các bạn ơi. Ui đẹp quá các bạn ạ. Các bạn ơi, hôm nay mình khám phá rất là nhiều đồ chơi nha. Đây bộ đồ chơi Netgo này các bạn ơi. Đấy, cái bộ đồ chơi này rất là đẹp, rất là mới nha, rất là xịn rồi. Đấy, một đống đồ chơi đẹp chưa các bạn ơi, xịn sò chưa? Đây mình phát hiện ra đây có bộ đồ chơi mình cũng rất là đẹp nha. Bộ đồ chơi có cả sấy tóc này các bạn ơi. Ui, có cả gương được các kiểu luôn. Rất là đẹp các bạn ạ. Ui, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này cũng rất là đẹp các bạn nha. Cái bộ đồ chơi này, bộ đồ chơi quá là mới này, quá là xịn sò và đẳng cấp này các bạn ơi. Đấy các bạn ơi, nhiều đồ chơi chưa? Đây có bộ đồ chơi của con gái này các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi này rất là đẹp các bạn nha. Đấy, có
sách như kiểu cặp đi chơi các bạn ạ. Rất là xịn sò và đẳng cấp luôn. Rồi ok. Nào bây giờ mình phát hiện ra ở đây có một bộ đồ chơi mới nha. Cái bộ đồ chơi rất là đẹp nha các bạn nha. Ui đẹp quá các bạn ạ. Nào bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây đây có bộ đồ chơi rất là đẹp, rất là xịn sò và đẳng cấp này ấy. Đẹp chưa? Nào ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này rất là đẹp, rất là xịn sò nha. Cái bộ đồ chơi này cũng rất là mới này các bạn ơi. Ấy, đẹp quá. Ở bên trong có rất là nhiều món đồ chơi luôn đấy các bạn ạ. Đây bây giờ mình mở ra. Ui bên trong có một túi đồ chơi này các bạn ơi. Túi đồ chơi đầy đầy luôn. Ui to luôn các bạn ạ. Đấy. Đồ chơi đồng hồ luôn đấy các bạn ạ. Đấy xịn xó, các bạn biết đồ chơi gì không? Cô mình nhận đấy, các bạn thấy nhiều đồ chơi chưa? Một đống đồ chơi to khổng lồ luôn. Nào, bây giờ mình giới thiệu các bạn đây là bộ đồ chơi này mới xịn xó này các bạn ơi. Đấy đẹp chưa? Đây bộ đồ chơi rất là đẹp này các bạn ơi. Ui cái bộ đồ chơi này rất là xịn nha các bạn ạ. Hôm nay mình tìm được rất là nhiều đồ chơi, đồ chơi câu cá này các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi câu cá này rất là đẹp nha. Đấy, ở đây bộ đồ chơi câu cá, hai bộ đồ chơi câu cá luôn này các bạn ơi. Đấy hai bộ đồ chơi câu cá rất là đẹp nha. Nào. Bây giờ mình giới thiệu các bạn đây là bộ đồ chơi này rất là xịn sò này các bạn ơi. Đấy rất là đẹp nên rất là nhiều đồ chơi mới và xịn sò luôn các bạn. Đây bộ chơi câu cá này các bạn ơi, hôm nay mình tìm rất là nhiều bộ chơi câu cá. Đấy bây giờ mình giới thiệu các bạn ở đây có rất là nhiều xe ô tô cần cẩu máy xúc nha. Đấy một đống xe đồ chơi của mình luôn. Đấy rất là đẹp các bạn. Đấy, nhiều đồ chơi đẹp cho các bạn này, ngầu chưa? Ui giời ơi, đẹp quá các bạn. À, đầu tiên là một chiếc xe cứu thương đẹp lắm này các bạn. Đây là một chiếc xe cứu thương nha. Đấy, một chiếc xe cứu thương rất là đẹp luôn này. À, mình quay một vòng các bạn cũng xem nha. Đấy. Mình dí vào nút này. Đấy, ho ho này, ho này. Đấy, nhịp tim này. Các bạn thấy không? Nhịp tim này. À, bấm nút này nhịp tim nhá. Đấy. Đấy. Khám bệnh ấy các bạn ạ. Đấy, khám bệnh này. Đấy, ho này. Đấy. Các bạn thấy chiếc xe đẹp có cả ống tiêm này. Đấy, ống tiêm nhá. Đấy. Các bạn thấy chiếc xe đẹp không nào? Đấy, rất là xịn luôn nhá. Đấy, chiếc xe cứu thương rất là đẹp luôn. Một chiếc xe cứu thương rất là xịn sò nhá. Ôi ôi, mình để đây nhá. Đấy, xe cứu thương nhá. Nào, tiếp theo nào. Đây cũng là một chiếc xe cứu thương các bạn ạ. Đấy. Đây là một chiếc xe cứu thương nhá. Wow. Đẹp chưa các bạn ơi? À, một chiếc xe cứu thương rất là đẹp luôn. Đấy. Wow, xe cứu thương này quá là đẹp luôn nhá. Các bạn nhá, đây ống tiêm này. Đấy, ống tiêm này. Nhịp tim này. Nhịp tim này. Đấy, trái tim này, nhịp tim các bạn nhá. Đấy, đẹp chưa? Đấy, quá là xịn luôn. Rồi. Chiếc xe cứu thương rất là đẹp. Rồi, mình đã khám phá được hai chiếc xe cứu thương rồi nhá. Rồi, ok. Tiếp theo là một chiếc xe cứu thương của Nhật Bản này. Đây là một chiếc xe cứu thương của Nhật Bản các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. À, có âm thanh và ánh sáng luôn. Đóng cửa luôn. Đấy. Rồi, ok. Một chiếc xe cứu thương của Nhật Bản rất là xịn luôn. Wow, có âm thanh và ánh sáng này. Đấy, đẹp chưa này? Wow. Đấy, đẹp chưa này? Wow, đấy. Chiếc xe cứu thương của Nhật Bản rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Số 1 này. Đấy, số 2 này. Số 3 này, số 4 này. Đấy, rất là xịn luôn các bạn ạ. À, để đây nhá. Đây cũng là một chiếc xe cứu thương này. Chiếc xe cứu thương này mở được cánh cửa này. Đấy. Mở được cánh cửa, rất là nhiều cánh cửa luôn. Đấy các bạn thấy không? Wow, wow. Mở được cửa sau luôn đấy các bạn ạ. Đấy, cửa sau dán băng dính này. Đấy, mở được cửa sau luôn nha. Đấy, các bạn thấy chiếc xe cứu thương này đẹp không nào? Wow, quá đẹp luôn nha. Đây, xe cứu thương rất là xịn sò luôn. Đấy, các bạn thấy chiếc xe cứu thương này đẹp không nào? Quá đẹp luôn nha. Đấy, quá là xịn luôn. Rồi, ok. Chiếc xe cứu thương ở để bên này nhá. Wow. Đây luôn này các bạn ơi, đây cũng là một chiếc xe cứu thương Nhật Bản nha. Đây là xe cứu thương của Nhật Bản này. Wow, đẹp chưa? Wow, số 1 này. Số 2 này. Số 3 này. Số 4 này. Wow, âm thanh và ánh sáng này. Wow, đẹp quá các bạn ạ. Đấy. Xe cứu thương rất là đẹp luôn. Wow. Đẹp quá các bạn ạ. Đấy. Đẹp quá các bạn ơi. Một chiếc xe cứu thương rất là xịn luôn. Đây nữa các bạn ạ, đây là một chiếc xe cảnh sát này. À, xe cảnh sát này quá là đẹp nhá. À, đẹp quá các bạn ạ. À, có âm thanh và ánh sáng này. Đấy, đẹp chưa này các bạn. Đấy, nặng quá này các bạn. Đấy, xe cảnh sát nhá. Đấy. Nào, tiếp theo là một chiếc xe cứu hộ này. Đây là một chiếc xe cứu hộ. À, có âm thanh và ánh sáng luôn này các bạn. Mở cánh cửa như thật luôn. Rất là đẹp luôn này các bạn. Đẹp chưa? Wow. Đây cũng là một chiếc xe cứu thương này các bạn. Đấy. Tiếp theo là một chiếc xe ô tô cảnh sát nha. Đấy. Xe này mở được cánh cửa luôn.
một cánh cửa như thật luôn. Đấy, đẹp quá các bạn ạ. À, xe cảnh sát này quá xịn luôn nha. Wow, xịn sò chưa các bạn. Tiếp theo là một chiếc xe cứu thương biến hình thành robot này các bạn. Đây là một chiếc xe cứu thương biến hình thành robot nha. Đấy, tiếp theo là một chiếc xe cứu thương này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cứu thương đây này, rất là đẹp luôn này. Đấy, đẹp quá các bạn ạ. Wow. 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 Wow, hay chưa? Các bạn thấy chiếc xe cứu thương này đẹp. Ôi, đây có một chiếc xe cứu thương này các bạn ơi. Mình bật lên cho có tín hiệu nha. Đấy. Chiếc xe cứu thương này rất là xịn sò này các bạn. Wow. Đấy, đẹp chưa này các bạn ơi. Chiếc xe cứu thương rất là xịn sò nha. Wow. Đấy, đẹp quá các bạn ạ. Rồi, tiếp theo là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này các bạn. Đây là xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy nha, rất là xịn sò luôn. Đấy, có âm thanh và ánh sáng này các bạn ơi. Quá đẹp luôn nha. Wow. Wow. À, cái vòi phun nước để chữa cháy đấy các bạn. Đây là xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy nha. Đấy, còn đây là một chiếc xe cảnh sát này. Xe cảnh sát này. Wow, đẹp chưa này các bạn ơi. Ui. Đấy, đẹp quá các bạn ạ.